Cựu Thủ tướng Jinlak bác bỏ cáo buộc của chính quyền mới tin từ Bangkok, Thái Lan. Cựu Thủ tướng Thái Lan bà Jinlak Shinawatra đã phải ra đối chất trước Quốc hội vào ngày hôm nay để trả lời những cáo buộc nhắm vào bà. Bà có nguy cơ bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan tố cáo bà Jinlak Shinawatra là đã quá bất cẩn trong hồ sơ trợ cấp cho nông dân. Trong chương trình này, chính phủ của bà Jinlak đã mua gạo của nông dân với giá cao hơn giá thị trường đến 50%. Trước các dân biểu, bà Jinlak khẳng định bà luôn lãnh đạo chính phủ một cách đúng đắn và tôn trọng luật pháp. Chương trình hỗ trợ của chính phủ, theo bà, đã giúp đỡ được 1.8 triệu nông dân bị lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất do giá gạo tụt giảm. Cuối phần phát biểu, bà Jinlak kêu gọi các nghị sĩ do tập đoàn quân sự đang cầm quyền chỉ định, quyết định về số phận của bà một cách không định kiến hay không vì mục tiêu chính trị được che giấu. Theo giới phân tích, Quốc hội trong tay giới quân sự sẽ ra phán quyết bất lợi cho bà Jinlak. Mục tiêu giới tướng lãnh hiện nay là loại trừ một cách lâu dài ảnh hưởng của cánh Shinawatra trên sân khấu chính trị Thái Lan. Do đó, rất có khả năng là bà Jinlak bị cấm hoạt động chính trị vì điều đó nằm trong tiến trình loại bỏ nói trên. Có điều, việc cấm hoạt động chính trị này có thể có tác động ngược lại đối với giới quân sự, như phân tích của giáo sư Thitinen Pongsudhirak là Đại học Chulalongkorn, Bangkok nói rằng, một mặt họ muốn thấy bà Jinlak bị loại, nhưng mặt khác họ sẽ khiến tranh chấp chính trị ở Thái Lan thêm nghiêm trọng. Đây là điều khiến họ tiến thoái lưỡng nan. Theo AFP, thì Quốc hội Thái Lan sẽ ra quyết định ngày 22 hoặc 23 tháng Giêng và chỉ cần 3/5 số nghị sĩ đồng ý thì bà Jinlak bị cấm hoạt động chính trị. Chính quyền thì lên tiếng cảnh báo sẽ thẳng tay trấn áp mọi cuộc biểu tình của phe áo đỏ ủng hộ cánh Shinawatra.